Em mới về được một ít phụ kiện, dây loa và các jack AV cắm loa cho các bác đấy. Thì cũng chơi loa thì hàng ngày thì các bác cũng gọi hỏi một số mã dây loa, thì em tiếp tục vẫn lấy về một số mã dây loa đã bán và đã sử dụng quen, bởi vì nghe cái chất âm nó khác hẳn, nên là hôm nay em vẫn nhập về một số dòng quen thuộc hàng ngày cho các bác dùng. Đối với lại dây loa thì có dây quân sự, dây này là dây dây loa quân sự của Mỹ, cái này dây này là dây được tước rời độc lập về làm, dây quân sự, dây này dây thông tin quân sự nên là cho nó chất âm rất là tốt, cực kỳ là tốt luôn. Chính dây này và chính em đang dùng luôn, chứ không phải là em dùng dây này. Thì sau đây em sẽ báo lần lượt từng loại dây. Thôi em muốn hướng bỏ một ít ra đây để cho các bác dùng thôi. Đây là những phụ kiện thiết yếu cho các bộ dàn âm thanh của quý vị. Những bộ dàn âm thanh các bác muốn nghe chất âm nó trong trẻo, sắc nét hoặc là bát dày, mềm, thì những cái này nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn đấy, chứ không phải quan trọng đâu, cực kỳ quan trọng. Còn nếu mình không có đủ tiền, không có nhiều tiền lắm thì mình lấy những bộ bình bình thôi. Còn đối với phụ kiện dây âm thanh thì nó cao tiền lắm. Đây là hàng em lấy tầm đa số là bình dân cho các bác, chứ không dám lấy cao. Lấy cao thì mai kia nó về có cả lô cao, nhưng nó cao quá, nó liên quan nó đắt quá. Cho các bác thì đấy nó sử dụng cho những bộ dàn cao tiền. Thì em bắt đầu vào báo giá cho các bác. Thì đối với lại dây quang này này. Cái dây quang này là dây cho vào đầu giải mã từ TV xuống. Và có quý vị là dây này em giới thiệu cho các bác rất là nhiều rồi. Đấy, đây. Rất là nhiều. Dây này thì nó dài 1,5 m. Đấy. Có mức giá là 400k một chiếc. Cái dây này, dây đầu quang. Các bác về nhớ là phải rút cái đầu này ra nhé, sao nó mới cắm được nhé. Nhiều bác về cứ cắm mãi không vào đây này. Đấy, bác rút cái nút này ra, nút bịt bảo vệ này. Dây quang này. Đấy. Đây là dây quang Litton. Litton của USA. Đấy, em phải đẩy vào. Litton. Đây. Dây Litton USA. Được chưa? Dây này là rất nhiều bác lấy rồi, quá nhiều người lấy dây này rồi ạ. Đối với lại dây 1,5 m này có mức giá là 400.000. Còn dây 3 m thì chưa về, bây giờ 3 m em sẽ giới thiệu sau. Dây 3 m thì nó cao hơn, 400k một chiếc. Có chú ý là dây này nó cũng rất quan trọng, bởi vì dây quang bây giờ thì quá là nhiều. Dây quang bây giờ mấy chục nghìn cái dây cũng có, 20-30 nghìn cái dây cũng có, dây đèn nhỏ tí và cái tăm ấy. Đấy, còn dây này bên em là dây Litton của USA. Đây, em zoom lên cho các bác. Đấy, dây Litton coi nhé. Đấy, em zoom nét cho các bác nhìn. Đấy. Đây. Xong dây quang thì sang đến loại dây thứ hai, đó là loại dây AV. Dây AV này em bán cả năm ngoái năm kia em bán rồi. Dây master này, đối với dây master này, cái thứ nhất là nó cho chất âm khá là hay. Thứ hai là nó có cái lớp bảo vệ dây ngoài này rất là chắc, rất là khỏe, bền. Này, bảo vệ. Ngoài thì cái đầu cổng tiếp xúc này không nói rồi, nhưng ngoài ra thì họ làm theo cái chất cái lưới đan, nó có nghĩa là nó bảo vệ cái dây rất là tốt, dẻo dai, cảm giác có thể kéo co được, không đứt. Đấy. Dây master và dây này có mức giá là 400k một bộ. 400k một bộ là hai dây như này ạ. Phải nói rõ như thế, cũng nhiều bác lại cứ tưởng 400k một cái, 400k một đôi này, hai cái dây như này, đây như này là một bộ đấy, 400k một bộ này ạ, 400k một chiếc đấy, một bộ nó một chiếc luôn. Đấy là đối với dây master các bạn. Dây này nó dài khoảng độ trên 1 m, đấy. Sang đến thứ ba đó là cái dây loa của quân sự, em phải gọi là dây loa quân sự. Thì nói thì cứ nói có sách. Chính em đang dùng dây loa quân sự luôn. Đây, em cũng đang dùng, chứ không các bác lại bảo chính em đang dùng nó luôn. Dòng dây này nó cho cái chất bát khá là hay, khá là dày dặn, bát trùng tép sáng. Riêng dây này thì là được lấy từ những dây thông tin ra, nó không được dài, nó cứ được những 2,5 m, 2,5 m. Như thế này là một bộ loa, một bộ gồm cắm được cho hai đôi loa đấy ạ. Đây một bộ. Như này là một bộ dây quân sự của Mỹ, dây này quân sự của Mỹ, rắc cắm bắp chuối.
một trị giá là 1.700.000 một bộ này. Không hay thì không phải nói, không phải giới thiệu đúng không ạ? Cả cái này bán rất là nhiều rồi. 2 năm nay em bán này rất là nhiều cho bác rồi. Dòng này này. Hôm nay cũng không được nhiều đâu, còn có 3 4 4 5 bộ được tạm đã. Còn mang kia về sau. Đấy. Được chưa? 1.700.000 một bộ này. Dài 2,5 m. Vậy là đây là thành hai cái loa nối vào nhau mà. Thế là tính ra tổng dây là thành 5 m đấy. 5 m cái đuôi đấy, 2,5 m. 1.700.000 một bộ ạ. Báo cáo các bác là sang đến dây này. Nót đót hay thường gọi là nọc độc này. Thì báo cáo các dòng nót đót này thì nó ở tất cả các trang giới thiệu về âm thanh, một số bộ dàn các bác cứ lên kênh gõ YouTube bác nhìn thấy một số bộ dàn âm thanh tiền tỷ đấy. Thì cái hãng dây này này, có nhìn hộ em nhá, nó đâu. Riêng dây này mà không hay thì không nói làm gì nữa. Dây này nó cho chất tép thì tơi sáng hay lắm. Dây này không phải khen nữa, bởi vì là thương hiệu nó làm nên tất cả rồi. Thương hiệu của nó, cái thương hiệu của dòng này có những bộ loa mấy chục tỷ mà nguyên tiền dây nó đã ngứa 10 mấy tỷ rồi. Hãng này đây, chính hãng này. Và cái dây này thì thật ra là những cái dòng dây này thì em đều được một số cựu chơi âm thanh, gọi sư phụ chơi âm thanh tư vấn cho và lên lấy những dòng này về bán cho anh em chơi, họ nghe cho thích. Bởi vì các bác sư phụ đã chơi qua rất nhiều rồi. Thật ra những dòng dây này thì em đều được những bác đam mê âm thanh giới thiệu là nên lấy những dòng này đi em, bởi vì dòng này các anh đã dùng rồi. Cái thứ nhất là giá tiền nó hợp lý, nó 1.600.000 một bộ này, đây 1.600.000 bộ, nhưng mà nó cho cái chất âm nó rõ lắm, nó trội hẳn luôn. Thật ra em không phải lấy ào ào đâu, bởi vì em không phải chuyên về âm thanh, không phải là cựu chuyên âm thanh lâu. Em chỉ thích đam mê và thích nhập những dòng loa mới về, nên là đa số những cái dòng này em lấy về đều được các bác tư vấn và hướng dẫn nên lấy cái này em ạ, nên lấy kia, đều được các bác đóng góp cho nhiều. Và những dòng nó rẻ tiền thì phải lấy cho nó bộ bền nó tốt này, hay cái gì đấy em đều được tư vấn đấy, chứ không phải tự nhiên em thích em lấy về đâu. Em không lấy bừa đâu, bởi vì mình không biết, ngày trước mình không biết về cái này nhiều thì mình lấy bừa. Nhưng mà đến giờ là những dòng này đều được chọn lọc hết. Đấy là xong cái thứ tư. Riêng nọc độc nót đót này là 1.600.000 một bộ ạ. Đây. Được chưa? Sang đến con này tiếp theo. Đó là dòng loa. Con này thì nói các bác đã biết rồi. Audio Quiz. Này. Thật sự những cái này phải các bác lau nhé. Dây này mình vệ sinh không thích. Không thích này, em lau nó sạch luôn này. Đấy. Em lau. Đây là dây Audio Quiz USA. Được chưa? Này các bác nhìn này, bẩn bẩn này, em lau này. Đấy, sạch đấy. Audio Quiz USA. Và các bác chú ý hộ em là trên cái thân dây này nó có chỉ đường mũi tên. Thì các bác chú ý là cắm loa theo đường mũi tên cho em. Vì có nhiều dòng dây thì họ lẽ cái đường đích này là nó phải là từ âm ly đường cái đằng sau này, nó phải là từ AV CD. Còn cái mũi tên nó chỉ đến là cắm ở âm ly cho em. Cắm theo hướng chỉ của mũi tên. Được chưa? Đấy. À, dây này có mức giá là 600.000 một bộ này. Một bộ dây này. Đẹp, chắc chắn. Và đặc biệt là con này khi lắp vào quý vị vặn ngược lại đi, cắm vào cho nó ôm chặt hết xong vặn lại vào này nó khóa. Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ là chắc chắn. Dây này nó dài tầm khoảng độ 1 m. Gần 1 m gì đấy, khoảng đấy. Riêng dây này thì cho các bác cầm giật kéo co thoải mái luôn nữa. Đấy, Audio Quiz. Các bác chú ý hộ em là cắm theo chiều mũi tên ạ. Mũi tên 600.000 một bộ này. 600.000 một bộ ạ. Được chưa? 600.000 một bộ. Đấy. 600.000 một bộ. Sang đến tiếp, dòng dây này là dòng dây rất là phổ thông và thường xuyên được dùng nhiều nhất. Đó là dòng dây cắm từ TV, laptop, điện thoại, máy tính vào. Đó là dây 1-2. Gọi nhanh nó là dây 1-2. Hoặc là dây 3,5 cũng được. Nhưng 3,5 thì nó dính một đầu cũng sen một đầu đây. Nên gọi là dây 1 này. Và 2. Đấy gọi là dây 1-2, đa số 1-2. Dây này thì thường xuyên là cắm cho máy tính, laptop, TV, điện thoại. Đấy. Cái đặc biệt là đây. Đấy. Dây thì là dây Ultralin. Này được dập hết trên nổi đây, dây Ultralin. Được bọc bạc chống nhiễu hết luôn ạ. Dây bọc bạc chống nhiễu Ultralin. Và đặc biệt là có củ chống nhiễu luôn tại đây. Củ chống nhiễu. Đấy. Dây Ultralin ạ. Đây là dây Ultralin. Dây Ultralin này có mức giá là 400k một chiếc. 400k một chiếc. Đóng cái ấy vào cái cửa sau vào cái.
đóng hàng mở kéo vẫn kẹt kẹt. Đấy, dây Ultralin. Đây còn nhiều lắm trong này nữa. Em có mỗi thứ bốc cho một chút. Dây này là 400k một chiếc, có cả chống nhiễu luôn, rất tiện cho các bác cắm điện thoại, bởi vì là khi cắm điện thoại hay rút ra rút vào đây. Rồi. Đấy. Ở trên thân đây là dây Ultralin luôn. Ultralin, đúng chưa? Đấy. Có bộ chống nhiễu đây, 400k một chiếc này ạ. Đấy là xong cái dây 12 để cắm cho điện thoại. À, sang đến tiếp tục. Ấy giờ, đây là dòng dây. Đây cũng là dòng dây được tiết đơn, dây quân sự. Quân sự đơn. Chưa các bác có nhìn chưa? Đây là dây kim ben. Kim ben. À, dây này bác nào thích nghe chất bát mềm sâu ấm thì đây, em dây kim ben đây. Và các bác chú ý hộ em là trên dây này cũng có mũi tên hướng dẫn cách cắm nhé, đích gốc và đích, được chưa? Cái chiều mũi tên là cái chiều cho tín hiệu chạy đi theo. Đấy, bác cứ cắm cái chiều mũi tên cho em, được chưa? À, bác nào thích nghe chất bát mềm sâu ấm trầm ấm trầm sâu thì hãy dùng dây này. Dây này cho chất bát ấm sâu mềm lắm ạ. Đấy, được chưa? À, dây này có mức giá là 600k một bộ. Đây, 600k một bộ dây này. Đây quân sự rồi. 600k một bộ này. Và dây này cũng được rất nhiều bác lấy rồi. Dân dã dùng rất là thích. Hợp túi tiền. Bác nào thích nghe chất bát sâu, trầm ấm, dày tiếng thì dùng dây này. Dây này là dây lõi đồng.